Đây là cái chỗ nhà mình đang để đánh đánh bóng chuyền đây, các bạn thấy không? Rất là nhiều, ngay cạnh vườn của mỗi một nhà đều có những cái cây sắn dây ta đây, vườn nhà chú mình đây, các bạn thấy không? Tức là nó nhiều tới nỗi mà gần như ở đâu người ta trồng sắn dây ta. Tôm đấy, các bạn nhìn thấy ở dưới này có những cái cụ này cũng sắn dây này nhé. Mà bên cạnh này là một cái cũng là sắn dây ta nhưng mà cái giống sắn khác, các bạn nhìn thấy lá nó khác này. Lá nó nhỏ hơn đấy. Cái chất lượng của hai cái sắn dây này thì cũng ok, nhưng mà khi mà cái củ lớn lớn ấy, thì nó sẽ khác nhau một chút. Có khoảng vài giống sắn dây ta chứ không chỉ một giống, và nhưng mà cái chất lượng củ thì đều ổn như nhau. Nhưng mà mình sẽ đi đi cho các bạn xem thêm một chút nữa đấy. Cái khi mà trồng sắn dây ta như này thì cái mà trồng sắn dây thì cái cho nước vào những cái hũng giữa các ụ này cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Đó là một trong những lý do làm sao sắn dây ở Kinh Môn rất là ngon. Ngoài ra còn khi mà sắn dây mà đã làm ra đã ngon rồi, sau đó là những cái người thợ ở Kinh Môn này đã làm ra cũng là rất là ok. Bởi vì là những người thợ ở đây đã 20-30 năm, vì vậy là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là chất lượng sắn dây Kinh Môn đủ để xuất khẩu và rất là ngon. Thì nếu các bạn nào cần những sắn dây Kinh Môn chuẩn 100%, các bạn có thể liên hệ với nhà mình nhé. Chào các bạn.